Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Hôm nay dòng cần mà hết hàng một thời gian qua mọi người đang đợi nó về nha mọi người. Đây là dòng cần Builder Blood Gold chúng ta. Thì đợt này về cũng được 6 thùng. Mỗi thùng lớn trong đó thì được 20 cây nha mọi người. Đó, mỗi đó thùng như vậy thì sẽ được 20 cây. Thì đợt này về được 6 thùng thì khoảng 120 cây. Đó, với số lượng này thì Rạng cũng không biết nó sẽ kéo dài được tới bao lâu. Thường mấy dòng cần này về từng đợt nha mọi người. Hàng rất là chất lượng nên nó về từng đợt mà về một lần không được số lượng nhiều. Thì vài trăm cây mà chia ra vài shop á. Công ty nó về cũng chia ra vài shop thì một shop chỉ được 100-200 cây là cao. Thì đợt này đang cũng được 120 cây thì cũng đủ cho anh em nào mà trung thành với dòng cần Builder thì tranh thủ đăng ký nhận một cây cần sớm nha mọi người, vì không biết hết hàng lúc nào. Dòng cần này thì mọi người quá quen thuộc rồi, hạn chỉ giới thiệu hôm nay là hàng về thôi. Thì cho một số anh em mà đã đặt hàng thì Rạng sẽ đóng gói hàng đi cho anh em, và một số anh em mà mới biết cái dòng cần này thì một lát nữa Rạng sẽ giới thiệu sơ lại về cái dòng cần Builder này. Dòng cần này thì mọi người đánh sông hồ ao suối cũng được, nhưng mà ba size, size 2m4, 2m7 và size 3m. Trước khi mà đi vào chi tiết lại của cái dòng cần này thì Rạng cũng xin chia sẻ lại một số thông tin về cái hãng cần Builder, hãng cần mà thời gian qua mọi người đã mua và dùng và rất tin tưởng. Và do một số anh em chưa hiểu rõ về cái nguồn cần Builder nên đã có một số đánh giá sai lệch về cái dòng cần Builder khá là chất lượng của chúng ta. Ok, thì bây giờ Rạng xin chia sẻ một số hình ảnh hoặc là thông tin cụ thể và chính xác nhất về cái dòng cần Builder của chúng ta nha mọi người. Ok, thì bạn xin chia sẻ một số thông tin về cái dòng cần Builder của chúng ta. Và cần máy thì sắp tới bạn cũng sẽ về một số dòng máy của Builder, dòng máy cực kỳ chất lượng nha mọi người. Thì trên mỗi cái cần nó sẽ có một cái mã vạch của 888 là mã vạch của hãng Singapore, thì mỗi cây nó sẽ có rồi. Và một thông tin khác nữa là trên mỗi cái cây cần đây là logo logo của Builder, là nó sẽ có cái để cho chúng ta thông tin để tham khảo là cái website, đây website của Builder. Mọi người có thể tra thông tin này ở trên website, mọi người lên mạng cứ gõ cái thông tin là Builder Stately. Đó, mọi người vào cái trang chủ của nó. Builder Stately gì đó, tiếng Anh thì không rành. Thì nó sẽ ra cái trang chủ của Builder nha mọi người. Đây, mọi người qua cái phần contact là về cái office nè, văn phòng ở Singapore của nó, là có địa chỉ cụ thể rõ ràng, là nhà máy văn phòng của nó, là tất cả nó có đầy đủ thông tin địa chỉ rõ ràng hết nha mọi người. Đó là dòng cần, họ sẽ là showroom, đây showroom của nó nè. Đó, phía dưới là những cái showroom. Đây showroom này thì mấy anh đây mọi người để ý góc này sẽ có một cái cây cần Builder file nó dựng đây luôn nè. Đó là tất cả những showroom của nó. Và qua cái phần media thì phần này về sản phẩm, những sản phẩm của nó, là tất cả những sản phẩm của nó sẽ có ở đây. Ví dụ như kéo xuống dưới thì phía dưới này có cái dòng cần Builder Astro, đây mọi người quen thuộc nè. Đang cũng đã bán cái dòng cần này một thời gian qua rất là nhiều. Đó, dòng cần Builder Astro. Builder. Và rất nhiều sản phẩm. Thì
dòng sản phẩm của Billner. Nói chung là hàng này rất là chất lượng. Sau này sẽ thêm một số dòng máy của nó, mọi người nhìn máy rất là đẹp. Và với bên đây thì có những cái video mà họ test cái cần của chúng ta luôn đây. Đây, ví dụ ở đây họ có test cái cần Bionify nè. Đó, và họ đã up nó lên cái website của họ. Đây, họ chỉ test có 4 kg thôi, nhưng mà về Việt Nam mình lên tới 7 kg. Đây, họ test lúc này họ test cái cần Bionify chỉ 4 kg, cần cũng chưa đạt độ cong lắm, nhưng mà về Việt Nam chúng ta lại là test lên đến 7 kg. Rồi, ok, còn phần cây Billner Black Gold. Đây, họ test tại showroom của họ luôn đây. Đây, mình nhìn kỹ cây cần Billner Black Gold. Đó. Đây là họ test ở showroom của họ tại Thái Lan. Showroom của họ thì có rất nhiều nơi nha mọi người. Showroom này là tại Thái Lan. Và họ test cái cục này không biết mấy ký, nhưng mà họ test cái độ cong của cần thôi, họ không có nói mấy ký. Đó, sơ lược về dòng sản phẩm Billner của chúng ta thì có đầy đủ thông tin nha mọi người. Thì mấy dòng máy là cũng có về mấy dòng máy của Billner, cái dòng máy Infinia này thì mình nhấn nếp sau mọi người theo dõi thì cái dòng máy này rất là cực kỳ là chất lượng luôn nha mọi người. Ok, thì em xin chia sẻ một ít thông tin về dòng Billner của chúng ta. Thì bây giờ sẽ trở lại vấn đề là những cái cần của chúng ta nha mọi người. Ok, trở lại cái cần của chúng ta nha mọi người. Thì đang về được 6 thùng. Thì tổng cộng thì khoảng 6 thùng thì 100 120 cây nha mọi người. Đó. Đây, mỗi bên 3 thùng. Và đây là size 3 mét của chúng ta nha mọi người. Là Billner Legon size 3 mét. Thì phi 10 3002 là cần 3 mét và 2 khúc. Đây, một số thông số của cần. Đây là độ tải của nó. Tải chì của nó thì khoảng 50 cho tới 100 gram. Nhưng mà mọi người đánh chì khoảng 200 vẫn được nha mọi người. Sức tải của nó là 15 cho tới 30 lb, thì khoảng mười mấy ký, mà dòng cần này chịu lực trên nữa nha mọi người, khoảng 20 kg là vẫn bình thường không gì hết. Màu của chúng ta thì màu chủ đạo vẫn là màu đen và màu màu vàng, đúng với cái tên nha mọi người, Billner Legon. Cán mốt cần 2 khúc. Bát máy chúng ta là bát Billner. Khoen khoen cánh bướm nha mọi người. Khoen này thì cực kỳ chất lượng, chống rỉ sét luôn. Ok, đây là cây 3 mét của chúng ta. Đó, cần của chúng ta thì có 3 size nha mọi người, 3 mét và 2 mét 7 và 2 mét 4. Đây, mẫu 2 mét 7 nha mọi người. Nó cũng giống với 3 mét thôi, còn nó ngắn lại thôi chứ gì hết. Và độ tải của nó vẫn như vậy. Và đây là size 2 mét 4 của chúng ta. Đây là logo Billner thôi. Và một số thông số của nó.
thì HO4 thì được tải nó sẽ thấp hơn một chút xíu, 10 tới 20 lb, và tải chì thì 40 cho tới 80. Đây rồi, cần nhìn rất là đẹp. Thì size 2m4 này cho mọi người đánh những cái chỗ mà có cái không gian hẹp, hoặc là đi đánh bè, sông bè đồ cũng rất là ok nha mọi người, 2m4. Ok, clip này thì cần giới thiệu sơ về dòng cần này thôi, và cũng như thông báo là dòng cần này chúng ta đã về. Thì clip sau Rạng sẽ kết hợp với những cái máy và tạo ra cái combo cho mọi người dễ lựa chọn hơn, và khi đó phải giới thiệu chi tiết hơn và test cái độ tải của cần này luôn cho mọi người tham khảo. Ok, mọi người đặt hàng thì liên hệ thông tin ở đây nha mọi người, ở góc trái màn hình này gồm có số điện thoại hotline và số Zalo, mọi người có thể gọi hoặc là nhắn tin, hoặc là kết bạn Zalo và nhắn tin. Zalo mọi người cứ bấm số vào và không cần kết bạn vẫn nhắn tin được nha mọi người, bây giờ full bạn đó, mọi người cứ nhắn tin bình thường thì mình sẽ trả lời tin nhắn của mọi người thôi, hoặc là gọi trực tiếp cho Rạng, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào mọi người cứ bình luận lại phía dưới cái video này thì mình Rạng sẽ trả lời cái bình luận đó của mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.